Trại Phong, khi nhắc đến có nhiều người vẫn không khỏi còn có chút e dè. Nhưng với nhóm Phật tử và chư tăng này, những người bệnh tại Trại Phong Quốc Oai cơ sở 3, khoa Da liễu Bệnh viện Da liễu Hà Nội cũng như bao người bình thường khác. Chỉ khác là họ cần được quan tâm, yêu thương, thấu hiểu nhiều hơn của mọi người và của cả xã hội. Riêng Phật giáo thì không có cái hai chữ bệnh nhân, không có sự phân biệt, mà tất cả mọi người, các bậc làm cha làm mẹ đều xứng đáng có được những cái đóa hoa, có những lời cảm ơn từ những người con của mình, những thế hệ hậu bối của mình. Và việc làm hôm nay, những phần nào nó thể hiện được tinh thần của con người Phật và phần nào nó tạo cái niềm vui. Thông qua cái niềm vui này mà các bệnh nhân, các ông, các bà có mình cái động lực để vươn lên trong cuộc sống, để băng qua những cái sóng gió cuộc đời. Lần đầu tiên được tham dự chương trình Bông Hồng Cài Áo ý nghĩa là nghe chư Tôn Đức thuyết giảng về đạo hiếu, được cài lên mình bông hoa về cha, về mẹ. Đa số bệnh nhân ở đây đều là những cụ ông, cụ bà, nay đã gần 80-90 tuổi. Khi được cài lên ngực trái những bông hoa hồng trắng, đã không khỏi xúc động nghẹn ngào. Tôi chuẩn bị từ lúc tôi lên 10 tuổi thôi. Từ của tôi đi từ năm 69 đấy. Lúc ở nhà thì quê hương người ta không thông cảm bệnh tật. Hôm nay là được ngày lễ Vu Lan đấy, là chúng tôi rất là phấn khởi. Vì từ trước đến giờ tới bao giờ được nghe những cái được dự những cái thứ này. Thì năm nay thì cũng là các hội từ thiện đến thì cũng giúp đỡ, mà hôm nay lại được đến đây là chúng tôi quá sung sướng. 53 người bệnh tuy đã hết bệnh phong, nhưng đến nay họ vẫn còn di chứng về thể chất và tinh thần mà căn bệnh để lại. Thấu hiểu sự khó khăn ấy, chư tăng Phật tử trao quà tới từng phòng bệnh với những cụ đi lại khó khăn, giúp xóa tan đi mặc cảm đơn chiếc. Suốt nửa thế kỷ, họ đã mang theo chỉ toàn những ký ức về sự cô độc vì bị kỳ thị. Chương trình thiện nguyện tại Trại Phong chúng tôi đã đồng hành với các cụ 5 năm. Và năm nay là lần đầu tiên chương trình lễ Vu Lan được tổ chức tại nơi đây. Tôi làm cái chương trình này để gửi tới tất cả những bệnh nhân sự ấm áp, để sự an ủi trong những cái cõi đời lạnh lẽo này. Về phía bệnh viện và bệnh nhân rất là tự hào và rất là cảm động, và lần đầu tiên là được các sư thầy và các Phật tử và các đoàn thiện nguyện đến đã làm một cái lễ Vu Lan rất long trọng để khơi gợi lại cái lòng báo hiếu đối với cha mẹ và tổ tiên. Những hành động nhỏ này đã góp phần lan tỏa tới xã hội điều tốt đẹp và để mọi người thấy rằng xung quanh không chỉ tại Trại Phong mà còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được sẻ chia và cảm thông. Mỗi chuyến đi dù chỉ là những phần quà nhỏ được trao đi nhưng lại chứa đựng đầy tình thương của các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm.